Đây là toàn cảnh cái khu nhà tập thể, gọi là nhà khách đấy. Ở cái khu này có tòa nhà số 1 này, số 2 này. Mỗi cái nhà này là 2 phòng, mỗi phòng là 4 giường. Đây, nhà số 3, nhà số 4 cũng 4 phòng, 8 phòng tất cả. Hai. Cái khu nhà khách này nó ở trong cái vườn rất là đẹp nhá. Cái vườn dừa, rồi xoài, rồi các loại cây. Đấy, cái hàng rào bên kia, hàng rào này thì là của gia đình khác này. Hôm nãy cái ông trèo lên ông ấy hái dừa. Đầu tiên mình nhìn những người nó trèo vo. Đây là cái trung tâm đào tạo của hội nông dân. Nó có một khuôn viên rất rộng và nó là sử dụng diện tích sử dụng hệ số sử dụng ít thôi, chủ yếu là cây xanh. Đấy. Riêng vào khu nhà khách đạo hồi này là họ lát một đoạn đường để làm sao giày dép trước khi đi vào đấy là đất cát nó không rơi. Két nước, bồn nước, tháp nước. Còn cái nhà khách bên kia mà hai vị nữ của mình ở ấy, thì nó thấy là cấu trúc nó bình thường thôi. Thì có lẽ họ chia ra cái khu đạo hồi riêng, cái khu. Nhưng mà bên này không có nữ đâu nhá, toàn nam không. Đây là khu vườn dừa này. Cái làng này nó ở cái tỉnh gọi là tỉnh Tây Bắc. Tỉnh Tây Bắc này nó cũng gần biển. Cho nên đây, đấy, mọi người nhìn xem nó cát này. Hội nghị này có rất nhiều người từ các nước đến nhá, và có cả người theo đạo hồi. Sáng nay đi ăn sáng, ăn kiểu buffet, toàn những món kiểu Sri Lanka, kiểu Ấn Độ. Đây là hội trường. Khuôn viên phong cảnh khá đẹp. Mười giờ giờ Việt Nam, tức là 8:30 giờ Sri Lanka thì họ mới mở cửa hội trường. Bây giờ hình như chưa có ai, để mình ngó xem có người chưa. À, có người vào rồi. Vâng. Đi vào lối bên cạnh đi thôi. Bên này là nhà ăn. Đi dạo dạo một tí nữa đó. Dạo vòng chút xíu. Những cây xoài. Cây này trông như là cây bên này hình như là khu văn phòng cơ quan. Ngoài kia là đường cái này, đường quốc lộ. Chiếc xe này đêm qua đi đón đoàn mình, xong đón xong lại lộn ra sân bay cách 25 cây số đón các đoàn khác suốt đêm. Có đoàn đến 4 giờ sáng mới đến, như đoàn Thái Lan 4 giờ sáng mới đến.
Đây là khu văn phòng. Kia chắc có người đón tiếp đại biểu. Còn ngoài kia là đường quốc lộ nhá. Đó. Đi ra ngoài một tí. Good morning. Chưa đến giờ mình tranh thủ đi ra ngoài đường quốc lộ tí xem nào. Đây là nhà dân, đằng sau của nhà dân. Cái trung tâm này là nó có là cái trung tâm, tức là cái trường đào tạo của cái phong trào cải cách nông dân của châu Á đấy, không đùa được đâu. Còn cái hội nghị này là của phong trào nông dân quốc tế, nó tổ chức tại Sri Lanka và cuối năm nay nó sẽ tổ chức ở xứ Bắc Tây Ban Nha. Đây con đường quốc lộ này, con đường quốc lộ này là chạy dọc đất nước này, chạy về hướng này là thẳng đến sân bay và đi tiếp 25 km, từ đây 25 km đến sân bay và đi tiếp thì sẽ đến Colombo. Đấy, quang cảnh đường phố rồi. Cũng có xe máy, xe túc túc. À, nhiều xe máy ra phết đấy. Xe túc túc này. Xe túc túc chạy cây nhá. Xe máy cũng gây ra phết đấy. Đấy. Thôi bây giờ mình đi vào trường đây.